rồi anh sẽ thấy. Con linh này sẽ không dễ bị xem thường và ngu dại như anh từng nghĩ đâu. Tôi sẽ dùng quá khứ của anh để phục vụ cho cuộc sống của tôi. Còn đó là gì? Bạn phải mua nhà cho nó chứ. Còn tôi? Tôi là cái gì? Alo, dạ, con chào ba. Dạ, con mới vừa về. Mời, dạo này bà chủ nhà bá hay than phiền về việc con hay về trễ. Vậy à, để ba kiếm nhà cho con. Dạ, con cảm ơn ba. Giờ số tiền mà ba cho con mượn á, ba, tiền đó con sẽ trả lại cho ba. Con nhận, vì đó là tình cha con thôi. Ba chỉ giúp con một khoản nhỏ, ba muốn con có cuộc sống tốt hơn. Có ba rồi, con đừng lo gì hết nhé. Dạ. Thôi, con cảm ơn ba. Thôi, ba ngủ đi. Ba ngủ đi để giữ gìn sức khỏe nha ba. Con không khóc nữa đâu. Sớm đi. Dạ, con chào ba. Nè, em cứ như qua vậy. Em phải nói mới được nha. Tại giữa đây chỉ có anh với em thôi. Em không cười anh, vậy thì cười ai? Thôi được rồi, em sẽ nói. Chị thua anh luôn. Em cười là tại vì thấy ba mẹ của anh đó, lúc nào cũng yêu thương nhau hết. Em cũng không biết là sau này tụi mình có được như vậy không nữa. Tất nhiên là được rồi, không những được mà còn nhiều nhiều hơn nữa. Anh chỉ giỏi dẻo miệng không mà, ai mà yêu anh nữa không, sau này sẽ khổ cho anh coi. Hả? Sao lại khổ? Thì khổ gì, khổ gì tin những lời anh nói đó. Vậy mà có một người phải khiến cho anh phải chạy theo suốt cả ngày và đưa cả người, không biết như vậy có đáng để lên án hay không ta? Ai vậy? Em thấy á, chỉ toàn là bị anh bắt nạt không. Ê, có thật không ta? Hay là có người đang bắt nạt là anh đó? Hả? Không có rồi nha. Thôi cũng trễ rồi, anh đưa em về nha. Dạ. Trời tối rồi, gió mái dữ lắm, anh phải cẩn thận chứ. Cảm ơn em nhiều. Giờ này mà ai gửi tin nhắn vậy? Mấy cái tin nhắn quảng cáo tầm sàn đó em.
Chào ba mẹ. Con. Hùng nè. Dạ. Vậy hai đứa đã xem ngày để hai gia đình gặp nhau chưa? Dạ chưa. Tụi con bận quá. Với lại dự án đồng xanh cũng đang trong giai đoạn hoàn thành kế hoạch. Chưa có gì cụ thể hết ba. Công việc cũng nên chú ý. Nhưng việc cưới xin cũng là việc quan trọng. Con cố gắng thu xếp đi. Trưa nay chú bay điện thoại cho ba. Như trưa mai hai đứa xuống Định Yên để nộp bản kế hoạch hả? Dạ. Con cũng quên báo cáo cho ba biết. Không sao. Chú bay cứ bắt ba về đó nhậu thịt chuột đồng. Ba cũng không biết phải từ chối ra sao nữa. Thôi, sáng mai bọn con đi, cho ba đi cùng với. Đâu có được anh. Anh chưa có khỏe lại mà nhậu nhẹt cái gì. Anh biết sức khỏe của mình mà. Dự án đang rất quan trọng nên phải cần thiết là mối quan hệ cho chặt chẽ. Chính vì vậy anh muốn hỗ trợ cho con nó. Ba nói đúng đó mẹ. Chú Bảy rất là thích nói chuyện với ba, vì vậy cũng tạo điều kiện cho tụi con rất là nhiều. Dự án đang trong hồi căng thẳng, nếu nhờ có mối quan hệ thì mình sẽ được ưu ái rất là nhiều. Em biết không, tất nhiên là mình quen biết, nhưng dự án của mình phải tốt thì họ mới hỗ trợ. Tiện thể anh ghé nhà cô Phương thăm luôn, rồi sau đó mình chọn ngày xuống nói chuyện với người ta. Cho chú xuống đây đi cha. Ủa ba, chứ phải là mình về nhà Phương à? Cứ để cho ba xuống đây. Hai đứa về trước đi. Lát nữa ba về, ba ghé thăm người bạn cũ một chút. Dạ. Sao hôm nay em thấy ba anh có vẻ buồn buồn á? Mà sao ba anh lại có bạn ở dưới này? Hồi nào tới giờ đâu có nghe nói đâu. Anh cũng không biết nữa. Thôi đừng để ý tới làm gì, mình về nhà đi. Anh đói bụng quá. Em cũng vậy á. Không biết là hôm nay nhỏ Hạnh nó cho mình ăn món gì nữa. Tôi đã tìm được con gái. Nó lớn và sắc sảo vô cùng. Nhưng có điều tôi vẫn không tin là bà đã chết. Xin lỗi chị, tôi có cảm giác là chị rất thông thuộc bến sông này. Tôi đã ở đây hơn 20 năm rồi. Hẹn chị. Thật với ông từ nơi xa tới. Không phải người ở đây. Tôi từ nơi xa đến.
Nhưng con trai tôi sắp lập lễ xứ này. Bên sông này thật bình yên, nhưng với tôi thật nhiều kỷ niệm. Chị làm sao vậy? Không, không, tôi không sao hết. Tôi chỉ hơi lạnh. Má, sao má lại ngồi đây vậy? Quà đã nói rồi, má đừng có ra đây ngồi nữa mà. Má có sao không? Chú Long. Sao chú lại đây vậy? Con tưởng là chú qua nhà bạn của chú rồi. Nhà bạn chú giờ đi rồi. Cảnh vật ở đây thay đổi nhiều quá. Chỉ còn mỗi một dòng sông. Bên cũ đâu? Đây là... kêu bác. Đây là ba con đó. Dạ. Má. Má sao vậy má? Bác à. Xem gần đây hay là kêu tài xế đi em với bác về. Dạ. Khỏi. Má. Kêu bác. Má sao vậy má? Đi từ từ thôi má ơi. Tại sao vậy con? Mẹ của Phương bệnh lâu rồi. Theo lời Phương nói, bác ấy bị tâm bệnh. Nhìn quá nhớ thương con trai. Con trai. Vậy chồng bạn. Theo như lời Phương nói, lúc bác ấy cứng thay Phương thì chồng bác ấy cùng với người con trai chết trong một trận lũ lớn. Má, má có sao không? Có chuyện gì hả má? Má không sao. Năm nghỉ ngơi. Con ra ngoài giùm má. Nhưng mà bữa nay bà của anh Hùng á, xuống gặp má nói chuyện đó má. Má còn muốn gặp ai hết. Con nói với người ta thông cảm nha. Dạ. Con sẽ gọi điện thoại nói cho chị. Má nằm nghỉ ngơi đi. Con ra ngoài trước buồn. Có gì cần má cứ gọi con nha. Em vô đây làm gì? Em thấy cửa phòng mở, em tưởng anh ở trong phòng, nên qua xem anh có trong phòng không. Anh đã nói là không ai được phép vào phòng, khi chưa có lệnh của anh mà. Em xin lỗi mà, tại vì em nhớ anh,
nên vô coi anh về phòng chưa thôi. Anh không thích em quan tâm như vậy. Ra ngoài giùm anh. Muốn gì á, chị tới nhà nói chuyện. Em biết rồi. Em sẽ không qua phòng anh nữa. Phương hả? Đây chỗ nhìn nhà mới chưa? Ủa? Sao lại chứ? Má, sao từ chiều hôm qua tới giờ con nhìn má lạ quá à? Má đừng có làm con sợ nha. Hay là tuần sau con đưa má lên Sài Gòn để khám lại sức khỏe tổng quát. Chứ sức khỏe má như vậy con lo lắm. Má, má phải ráng khỏe để mà còn vừa xuôi nữa chứ. Con bắt đầu thấy lo rồi đó. Má không thể nào đồng ý cho con lấy đàn hùng được. Còn phải ngày đám cưới này đi. Tại sao vậy má? Con đừng hỏi gì hết, cứ làm theo lời má. Nhưng con cũng phải biết lý do chính đáng chứ. Hạnh phúc cả đời con mà má nói không có lý do, làm sao thuyết phục được chứ. Má muốn con trở gì đây? Phụ cha con Hạnh lập chiến. Nghĩ gì con tin luôn đi. Nhưng con muốn biết lý do mà má. Má có quyền của má, con phải nghe theo lời má. Ủa gì kỳ vậy? Tôi nhớ trước giờ dì An đâu có như vậy đâu. Dì An á, lúc nào cũng hãnh diện. Dì bà làm cái dự án đó là điều tốt cho xã mình mà. Lạ thiệt đó chứ. Mới bà hổm đây nè, bà còn hớn hở, còn tươi cười, còn khoe với tao là nhà mình đã sắp sửa đám cưới cho tụi bay. Mà tao thấy thằng Hùng á, từ nào tới giờ đó tánh tình nó tốt y vậy thôi, thấy không? Mà gia đình nó đã giàu có danh giá, đâu có chỗ nào chê, không? Bà thôi đi con, bà đang bệnh, đừng có cản bà. Đây rồi để năm qua bển ra tao lựa là tao nói giùm cho, nghe không? Nhưng con chưa bao giờ thấy má con quyết đoán như vậy hết á. Kỳ này thì con nghĩ là khó thuyết phục lắm luôn đó chú Năm. Nhưng mà ít ra má con cũng phải cho con biết lý do chứ. Ừ. Còn đằng này má con chỉ nói á là nếu con không chịu nghe lời thì má con không chịu ăn cơm, không uống thuốc. Vậy con mới tức chứ. Trời đất ơi trời. Thôi, từ từ rồi tính. Bà nổi nóng như vậy á thì hư bột hư đường hết, chứ có được cái gì đâu. Nằm thấy con Hạnh nó nói đúng cho con. Bây giờ để tao qua bển coi sao, nghe không? Nè, ở trên chút rồi về bển, đừng có bỏ bản mình không có tốt, nghe chưa? Tao chắc là bà cũng rầu đi như bây vậy đó. Dạ. Đi đâu mà cũng không biết nữa trời. Ơ quý trời đất ơi. Cái gì mà ngồi lù lù một đông ở đây mà không lên tiếng. Ăn sáng chưa? Tôi biểu ông Hạnh nó mua đem qua cho nghe. Thôi khỏi, tôi không ăn đâu. Ông về nhà đi. Coi. Nói con Phương nó tự lo liệu. Đừng kéo ai khác vào chuyện này. Trời đất ơi trời, bà nói vậy mà bà nghe được đó hả bà?
Bà coi tôi với con Hạnh là người dưng đúng không? Bà sống phải có lý lẽ một chút chứ. Tự nhiên bà ép con nhỏ làm chuyện ngược đời mà nó không hề biết nguyên nhân thì làm sao mà nó làm? Ôi trời đất ơi, thiệt tình á. Tôi hỏi bà nè, cách đây 3-4 ngày bà còn trông ngóng tụi nó gì để mà tính cái chuyện hai gia đình gặp nhau, rồi bây giờ đùng đùng á bà cấm nó là cấm làm sao? Trời ơi là trời. Thưa con lý do. Nhưng mà bà không nói lý do sao mấy đứa nhỏ nó hiểu? Bà tới tôi bà cũng không nói được phải không? Không, không được. Tôi không thể nói được. Ôi trời ơi, tôi hết biết nói bà phải không? Đáng yêu là bà muốn sống gió phải không? Đi về má. Ừ bác ạ. Xem gần đây hay là kêu tài xế đi em với bác về. Dạ thôi khỏi, đi về má. Không có gì. Không hiểu tại làm sao anh có cảm giác mẹ con Phương có cái gì đó lạ lạ. Lạ là sao? Em không hiểu. Anh cũng không rõ. Chỉ có điều gì đó anh thấy không ổn. Không ổn là sao? Về sức khỏe hay là về con người người ta? Anh không biết nữa. Alo, Hùng hả con? Phương đã đi làm chưa? À, thôi được rồi. Lát nữa tới công ty ba sẽ gặp nó. Sao lại có chuyện như vậy? Anh thấy dì An cũng rất vui vì chuyện này mà. Anh cũng chẳng chưa hiểu. Có thể ngày mai
Anh sẽ xuống dưới đó để làm kế hoạch dự án. Anh sẽ ghé qua nhà gặp dì An. Nếu nói anh ủng hộ thì thật tình anh cũng không muốn Phương lấy người đó. Anh đợi anh một chút. Em ngồi ghế chờ anh. Thôi được rồi, anh có khách. Có gì ngày mai anh em mình sẽ nói chuyện sau. Mới sáng mà anh cũng bận quá ha. Chuyện công, chuyện tư xen lẫn với nhau. Có chuyện gì? Anh, em có thai rồi. Sao? Giờ mình tính sao anh? Em nói cái gì vậy? Em và anh đã thống nhất với nhau là... Anh đừng nói như vậy. Còn có nghe được, sẽ buồn lắm đó. Vậy nó sẽ trách anh và em vô trách nhiệm. Nếu mà anh không muốn thì em sẽ... Dù nó chỉ mới là giọt máu thì đó cũng là con của anh. Không được. Em không được nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé. Anh cần suy nghĩ để sắp xếp mọi việc. Em biết thế nào anh cũng hạnh phúc giống em mà đúng không? Còn chuyện của anh ta thì sao? Thôi kệ, đến đâu sẽ tính tới đó. Anh, tự nhiên bây giờ em thấy thèm phở quá. Anh dắt em đi ăn nha. Nha, lấy áo đi. Má tôi có ăn nhiều không? Vậy là ổn rồi. Thì tôi nói với má tôi là hãy cho tôi thêm thời gian. Bà hãy chăm sóc cho má tôi giùm nha. Hạnh à, bây giờ tôi phải làm sao nữa? Tôi đang thấy rối lắm. Hôm nay tôi mới gọi cho anh Hùng. Tôi gọi hỏi anh ăn sáng chưa, rồi có nhiều báo cáo trong ngày hay không. Tôi có cảm giác là tôi đang giả dối với chính người mình yêu. Có người giàu rồi, bà ráng chăm sóc má tôi giùm nha. Ráng giúp tôi, rồi tôi sẽ gọi lại cho bà nha. Mới có một đêm thôi, anh thấy nhớ em quá. Anh này, anh kỳ quá. Ở đây là công ty mà, anh làm vậy anh không sợ người ta thấy không? Em không có thích đâu. Đối với anh á, thì anh cho cả thế giới này biết là chúng ta đang yêu nhau, thậm chí là sắp đám cưới nữa kìa. Nhưng em không có muốn anh làm như vậy. Em xin lỗi, vì sáng nay công việc nhiều quá nên em phải lên kế hoạch làm gì. Em hơi bị căng thẳng một chút. Anh hiểu mà. Em xin lỗi anh nha. Em muốn ở đây một mình để làm gì? Ok, em làm việc tiếp đi. À, trưa nay nhớ đi ăn danh nha. Ừ. À, anh quên nữa. Bên áo cưới có gọi cho anh, nói là áo em đặt đã xong rồi. Anh định chiều nay
Mình đi thử đi nha. Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Em đâu có suy nghĩ chuyện gì đâu. Em đang có chuyện gì không vui không? Anh định chiều nay mình đi thử ăn cơm. Hay là mình để chuyện đó tính sau đi. Nè, em bị bệnh. Thôi được rồi, có gì chiều nay xong việc mình đi cũng được. Con thấy sao? Dạ. Con thấy khỏe hơn chưa? Dạ con khỏe rồi thưa ba. Hôm qua con báo là mình làm bao lo quá. Dạ con khỏe hơn rồi mà. Nè, con ngồi đi. Dạ. Dạ, mới đâu được chị. Thôi khỏi, cho chị xin dâu đi. Dạ. Ba xin lỗi vì đã không ở bên con và chăm sóc cho con. Như vậy là đã đủ cho con rồi mà ba. Ba đừng có lo. Rồi chịu tha thứ cho ba là ba mừng lắm rồi. Hôm trước ba chưa hỏi, vậy mẹ con và anh chôn ở đâu? Ba muốn đến đó thắp hương. Mẹ và anh bị lũ cuốn trôi, tới giờ người ta vẫn chưa tìm ra xác ba. Ba không ngờ lỗi lầm của ba lại gây hại đến như vậy. Con và ba đừng có buồn nữa. Ba mà buồn làm con cũng buồn. Mọi chuyện qua rồi, mình cứ để nó trôi qua đi ba. Ba, thực ra con cái gì cũng nhờ ba giúp. Chuyện gì? Con sắp tới anh Nam, giám đốc công ty Phương Nam đó ba. Con nói sao? Con biết là công ty của anh và công ty của ba luôn luôn đối đầu với nhau. Giờ anh cũng không có thiện chí gì với ba, nên con muốn chuyện con với ba chỉ con và ba biết thôi nha ba. Con quyết định lấy ra mà. Dạ. Ba, con muốn ba giúp con một ít tiền để làm của hồi môn. Ba biết rồi đó, gia đình của anh Nam rất là giàu có. Còn con thì con sợ người ta chê cười con nghèo. Con cứ yên tâm, ba sẽ mặc cho con chung một. Ba nói thiệt hả? Ba, con cảm ơn ba nhiều lắm.
anh à, hay là để bữa khác mình vô thử được không? Tại vì em thấy em hơi mệt trong người. Em sao vậy? Có chuyện gì vậy? Ủa, mình vô. Chắc chị làm với ai rồi đó. Chứ tôi sống với ông xã tôi mấy chục năm rồi, tôi biết tánh ổng mà. Có bao giờ ổng có tánh trong qua đâu. Thưa bác sĩ, tôi là vợ Nguyễn Đức Long. Tôi muốn hỏi bác sĩ tình hình sức khỏe chồng tôi thế nào. Ủa, hồi nãy tôi đã giải thích hết với cô con gái của chị rồi mà. Con gái? Thưa bác sĩ, bác sĩ có làm không? Chứ vợ chồng tôi đâu có con gái. Có một cô gái trẻ đưa chú vào đây cấp cứu. Tôi tưởng... Không lẽ nào lại như vậy? Không đâu, anh Long không bao giờ có tánh như vậy đâu. Chẳng lẽ là sao lại giống mình chứ? Anh uống cà phê đi anh. Mà em tán chuyện gì mà lâu dữ vậy? Không, chỉ là điện thoại của mấy bà bạn gọi tới hỏi thăm chuyện gia đình thôi mà. Được rồi, để đợt tới em đi từ thiện cùng mấy bà ta, sắp xếp anh đi cùng nhé. Dạ. Anh coi. Nhìn được không? Em đẹp lắm. Quang tử xin tặng công chúa. Không thể nào được kia. Chứ còn thấy tặng hồn. Còn bị ngay đám cưới này đi. Còn bị mộng. Bác không đồng ý. Kìa. Em có sao không? Em chỉ bị dắp cái ghế thôi. Hình như em đang giấu anh điều gì đúng không? Đâu có, em chỉ thấy hơi mệt thôi. Hay là mình về bữa khác mình thử lại nha. Cũng được. Nếu có gì không hài lòng thì hôm khác nhờ họ sửa lại.
tại sao nó lại như vậy chứ. Trước giờ má có nên cấm gì đâu. Là anh hả? Sao trùng hợp quá vậy? Tính ra tôi với anh cũng có nhiều điểm chung quá không? Nè, cô muốn sai tôi sẽ không đưa cô về đâu đó. Anh đừng có cản. Cảm giác sai bây giờ nó còn tốt hơn những gì đang diễn ra với tôi nữa.